quất thạch tới ơi, mì ngon quá, cho chị em nhìn luôn đi. Con cũng xin, con cũng xin là gì vậy? Ăn mì mà giấu tôi còn cư nữa hắn. Ngon quá. Ngon hành tết. Trong biết rồi. Đi sao anh mình trốn ra đây được á? Anh trốn nó anh chứ. Trong miếng. No no. Lòng đi lọc anh ích kỷ vậy. Lý do tại sao hôm nay anh ích kỷ? Ừ, cũng vậy vậy. Làm cho ai có anh. Đấy, chị em chứ có bên lầu à, được. Em nghi ngờ anh vậy không? Sao không cho? Rồi được á. Tuyệt vời. Ngon hầm cất. Nhớ đó. Ngon kìa. Trong miếng tí. Để nó thờ hứng vậy là làm có làm mà có ăn. Đúng đúng, cho chị em ăn đó. Cho chị ở thờ hứng để vậy là có làm mà có ăn. Được á. Đấy, chị em mình mà đỡ như anh Lộc mà. Được đó. Đợi hãy đợi đấy. Xin anh Lộc với lại anh Tý ăn miếng mì mà anh Lộc với anh Tý không cho mọi người. Rất buồn luôn. Chị em mày vậy đó, còn anh Lộc thì thương Thủy mày vậy đó. Thì bây giờ phải thì mới xuống nghĩ ra cái ý tưởng đó là đi ra chợ mua một con tôm hùm giờ với lại một ăn một tô mì đặc biệt luôn. Thế là nhem lại cho anh Lộc để coi biết thế nào là không cho đi. Thì tí nữa sẽ nhận lại hầu ghế gì nha mọi người. Đây, còn tôm hùm đây mọi người. To siêu to khổng lồ không? Thì mới mua chợ ở chợ hải sản á. Đây. Đó, hãy đợi đó nha. Tí ăn một tô mì đặc biệt luôn. Bây giờ thì bắt nước nấu nha mọi người. Tranh thủ lên nhem luôn. Giờ nước sau mọi người, giờ thì chế cho tô mì nha mọi người. Dùng tô mì để ăn mọi người. Hấp dẫn không? Nóng, nóng lắm mọi người ơi. Tắt cái này kìa đã. Khỏe không? Hấp dẫn. Thì hồi nãy cái xoong này là xoong luộc luộc tôm mà mọi người. Bây giờ bỏ để ấy luôn. Nhìn đẹp, hấp dẫn. Bây giờ thì bưng ra này để tí nữa cho nên nở ra xong rồi có gì à? Khuya. Chơi xong rồi mọi người, anh hấp dẫn quá. Ước gì cả hai người kia xuống thì nhem. Ai biểu không cho ăn. Nhìn là đẻ. Ngon quá. Ngon thiệt cả chứ. Mọi người này ngon quá, ngon luôn mọi người. Lần đầu tiên thì ăn cái tô mì mà nó giá trị như này luôn rồi. Lần đầu tiên trong đầu luôn mọi người. 20 mấy năm là lần đầu tiên ăn này. Ngon lắm mọi người, đợi thì ăn. Mời mọi người ăn cùng với Thủy nha. Ngon quá. Anh gì vậy? Anh gì vậy? Anh mì tôm. Anh mì tôm rồi. Trời quá, con tôm ở đâu vậy? Con tôm mua cho đầu ni ra. No. Không được đụng vào. Mua ở đâu? Ai bị không cho chị ăn. Mua ở chợ hải sản á. Đừng có đụng, không có đụng, không có cho. Đi. Không có đi vậy, tí, xịt ra. Chị Năm Sử á. Trời tôi ghê. Do hồi nãy em có đọc sách thờ hốn không? Cho tôi còn cãi nha. Không, không có còn cãi luôn. Trong miếng cái nghĩ không. Nghĩ sao em yêu anh mà em bỏ ơi. Hồi nãy anh sao? Hồi nãy anh sao? Dạ mà nên nó chị thương em lắm. Không, có thương gì cả, hồi nãy không cho chị ăn. Trời còn cãi đi. No. Không, thôi cho tôi cái quỳ này cũng được, cái xíu này nè. Không. Đi ra, đi ra. Trời quỳ, anh biết. Không. Giờ em cho không? Không. Anh nghe câu kìa. Cho đi mới nhận lại. Mà hồi nãy không cho ăn, cho có xíu mà cũng không cho. Đó do, không? Do nãy lú đọc sách thờ hốn rồi nó làm cái. Không có lú gì ra. Bây giờ tình nghĩa chị em mình chấm dứt rồi. Thôi mà Thủy bớt giận đi. Bớt giận mọi đi. Mọi người ơi, review mọi người đã quá à. Để ra. Đó không?
Tôi cũng lấy cái. Phần quá. Sao vậy? Anh biết mùi tôm hùm. Ờ, bây giờ tôi chưa. Anh biểu hôm nãy em cho ăn. Bây giờ tôi đi ăn tôm hùm lấy gì đúng không? Nãy em giỡn, nghe thấy em cho anh nè. Anh, bây giờ tôm này ngon rồi, cho anh ăn hơn á. Đổ. Đó mới thể hiện được bản chất chị em, tình chị em. Giỡn gì chị cũng đâu, chị cũng đâu cho em đâu. Giờ chị cũng đâu thương em đâu. Cho anh biến đi chứ nghĩ sao vậy trời. Thế ngon quá. Biến coi. Ngon quá. Ngon miếng vậy. Cãi đi. Đi. Từ nay rút kinh nghiệm à. Cho đi mới nhận lại được chưa? Tí cũng vậy được chưa? Dạ. Thôi đổ, đổ tu. Biết là làm mới có ăn nhưng mà phải cho đi mới nhận lại. Đấy, không được ích kỷ nhỏ mọn nhỏ nhen nghe chưa? Dạ, chị luôn luôn gặp kẻ ra chị cho đây, đổ, đây. Đổ. Từ, tí nữa cho một miếng. Đây. Cho tôm hùm. Cho tôm hùm từ từ. Ừ. Ngon. Đồ ngon của mình luôn á. Tí. Còn mời ăn chua. Đó. Đi bài tôm không? Nữa thấy. Tôm nữa. Thôi mà, à, nó bỏ đây nè. Bỏ đây đây. Nghĩ xinh, không cho chiều cho. Ngon thì con tôm này ngon thì cái trời hồi giờ má thấy con tôm hùm luôn á. Chứ, hồi giờ anh với em rồi anh xíu mà chị mua con tôm hùm. Miếng cải nha. Miếng cải nha. Lấy cái ái cắt ra. Ui, đẻo quá. Đẻo quá mọi người ơi. Đài kéo. Ừ. Tôi đấy ăn trước đi. Nè. Đó. Ngon quá. Lần nào em ăn được cũng ngon không? Ngon thiệt. Nè tí này. Rớt. Đây. Đó. Ăn tôm nó bay mùi tôm nữa ta. Anh Lộc. Tôm mà ăn bay mùi tôm. Rồi giờ ta thủy nè mọi người. À, đau tay quá. Ngon phê luôn. Được rồi. Ngon 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 ngon. Cái quy. Nè nè. Đó. Quy thịt, à, thịt, thịt không có. Đấy cục thịt ra. Trời wow, cái miếng thịt to chưa? Siêu to cũng lâu luôn mọi người đéo quá. Đây. Lọc. Đỡ vô to quá trời. Ui nó dai, cực kỳ là dai luôn mọi người, siêu dai luôn. Nè anh Lọc. Đó, miếng thịt bự luôn á. Cầm miếng cá nha. Rồi tí đây. Ôi, cảm ơn chị luôn. Lần sau em sẽ học theo những cái lời dạy của thầy huấn nữa. Trời á. Còn nhắc miết nữa. Cái này ngon. Ta là có làm, không có làm, còn có em. Ừ. Thưa lúc kinh nghiệm cho đi mới được nhận lại nghe chưa. Ừ. Ngon hả? Ngon quá. Lần đầu tiên ăn mà con siêu to hổ rồi. Chẳng biến mì của bên em nha. Ừ. Mì bên kì rất ngọt. Mì bên kì ngon hả? Rất sợ không? Đây, cho miếng này. Tiếp. Mì bên em nó có cái nước tôm nó ngon không? Ừ. Chánh ngọt, cải ngọt không? Dạ, em bỏ qua. Ừ. Anh ơi. Nói chung là em là người tốt nhất của tôi. Đợi ai lâu nay hả? Quá tuyệt vời. Chị nó mua anh. Anh không, không được bà thương à. Ừ. Rồi nướng ra con này. Rồi sao mua hai con nữa giờ anh? Hết tiền rồi. No no. Nói chung là cái con tôm hùm ăn ngon lắm mọi người. Ngon. Hồi giờ thì nói chung là Lập chưa ăn cái tôm hùm lần nào hết. Về
Dạ, Tỷ với anh Lộc ăn cũng ngon xong một mọi người. Thì giờ thì Tỷ cũng để cho anh Lộc với Tí một bài học là hãy san sẻ những đồ ăn cho những người mà chưa có ăn đồ ăn mọi người, để lần sau anh Lộc với Tí cũng rút kinh nghiệm cho đi mới nhận lại. Tuy có làm mới có ăn nhưng mà phải cho những gì mà mình có hơn để mình giúp những người khác. Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi. Thôi bây giờ video cũng dài rồi, anh kết thúc đi. Ngon. Kết thúc video cho mọi người. Mọi người cái đây là cũng là một cái bài học mà nói chung là những người khó khăn đồ không có ăn rồi mình phải cho người ta ăn rồi khi nào mình sẽ nhận lại mọi người. Đó, về thôi chấm dứt video cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi video này. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho anh Lộc nha mọi người. Dữ thật. Ăn tôm hùm ngon quá.